Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 đón Tết 2024 ấm no, giàu sang, sung sướng, tiền vàng nhét chật két, ăn Tết thật linh đình. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được thần tài báo mộng, vận số giàu sang, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2024 âm lịch thật linh đình, cực giàu. Tam tai xung khắc vượt qua, đôi vầng ánh sáng hiện ra màu hồng, chín phương hóa kiếp cửu long, phu thê xung hợp khai thông biển trời, đôi tay đón nhận lộc trời, vinh hoa đón nhận muôn đời khang trang. Quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Tân Hợi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Tân Hợi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Tân Hợi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Tân Hợi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Tân Hợi không được dễ dàng là mấy. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Tân Hợi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Tân Hợi những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Tân Hợi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Tân Hợi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Tân Hợi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Tân Hợi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Tân Hợi thay đổi thì thái độ của Tân Hợi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Tân Hợi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Tân Hợi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Tân Hợi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Heo là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam, thế nên nó là con vật kiên nhẫn, vì nó phải đợi tới lượt mình. Người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù những người tuổi Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản sung túc. Trong số 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Hợi thường mơ ước được sống một cuộc sống dễ dãi, xa hoa, nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình. Nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện,
tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Hợi an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế hòa nhã, mềm mỏng giống như người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Người tuổi Hợi không thích mê hoặc người ta giống như tuổi Thìn và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như khỉ hay hổ, càng không nói năng ngọt ngào như rắn, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Người tuổi Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui, có thể thay người ta đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của người tuổi Hợi sẽ giúp anh ta giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy, đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay bàng quan đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Người tuổi Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp, họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc. Vì họ cố gắng sống hòa nhã, lại không có tính bợ đỡ lấy lòng giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự hay than thở những đắng cay khổ cực. Và với một tấm lòng hiền từ bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không tỏ ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ bạn, thậm chí còn nhờ cả người khác đôn đáo khắp nơi giúp bạn giải quyết khó khăn. Ở bên họ bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng với người tuổi Hợi mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Khi có một người bạn tuổi Hợi đến nhà bạn làm khách, có thể anh ta sẽ ăn uống một cách rất tự nhiên, mặc quần áo của bạn. Chưa được phép xong đã sử dụng cái máy ảnh bạn vừa mua, xe ô tô của bạn. Anh ta không hiểu lắm và cũng không chấp nhận cái nguyên tắc gọi là cuộc sống riêng tư. Tuổi Hợi là người theo chủ nghĩa vật chất, song họ không keo kiệt mà thích chia sẻ với người khác những gì mình có. Họ luôn bảo vệ được lợi ích của mình mà không làm mất lòng ai cả. Họ hiểu rằng phải bảo vệ quyền lợi của mình bằng thái độ nhẫn nhịn. Khi có người đè đầu cưỡi cổ họ, họ tự biết cầm cây roi lên. Khi người khác còn đang dương dương tự đắc thì đã vào thế cưỡi lên lưng hổ khó mà thoát thân. Đây quả là một sách lược đáng khen. Người tuổi Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài, dù không lấy đó là mục đích chính. Họ ưa thích các buổi tụ họp, tổ chức những buổi kỷ niệm chúc mừng ngày lễ ngày Tết hay chủ trì các buổi dạ hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức câu lạc bộ, hội nhóm. Phụ nữ tuổi Hợi là người dịu dàng, mềm mỏng, họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Gần như hết thảy phụ nữ tuổi Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Ngoài ra họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những hành động chắc chắn của họ.
họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ sẽ tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu, nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp. Nhưng thế không có nghĩa là họ không biết oán thán, nhưng khi oán thán cũng vẫn rất đỗi ôn hòa. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai. Dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chín điều lành. Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu tuổi Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác. Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Hợi dù là nam hay nữ, đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy họ vô tư, thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo, suy nghĩ. Người tuổi Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người tuổi Hợi không có nhiều tham vọng lắm, đến mức phải đạp đổ người khác để tiến lên. Họ cố gắng để được thành công nhưng không muốn người khác phải trả giá. Họ là người chậm chạp, nhưng trung thành với công việc và sẽ làm tốt việc của mình. Họ là người tỉ mỉ và là người có thể trông cậy được. Đây là một đặc điểm hữu ích nếu xét về mặt quản lý, dễ thích nghi, kiên nhẫn, nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc là điều dễ nhận thấy ở họ. Vì thế lĩnh vực nghệ thuật như ca múa, viết văn, hội họa sẽ là mảnh đất để họ khẳng định và phát huy tài năng. Đặc biệt, những người này có thể trở thành những nhà thiết kế thời trang xuất sắc, những thợ thủ công giỏi, vì những người này thường thích những mẫu thời trang xinh xắn. Sự kiên nhẫn và chu đáo cũng giúp họ thành công trong những ngành như dạy học, nghiên cứu. Người tuổi Hợi khá điềm đạm, không thích cuộc sống bon chen, do đó những nghề nghiệp mang tính chất cạnh tranh đều không phù hợp với họ. Ngược lại, những ngành nghề phục vụ lợi ích cộng đồng sẽ tạo cho họ môi trường làm việc thích hợp và sự hứng thú cao. Người tuổi Hợi thường rất ham học hỏi và luôn cố gắng hết mình trên con đường học tập. Điều này có thể giúp họ rất nhiều trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu. Người tuổi Hợi được đánh giá là rất mát tay. Vì vậy các nghề như thú y, chăn nuôi hoặc ngành lâm nghiệp cũng rất phù hợp với họ. Đây là những công việc giúp họ có được cuộc sống bình lặng như mong muốn. Nếu với người tuổi Hợi, quản lý tài chính được coi là sở trường, việc giao phó tiền tệ vào tay họ chẳng khác nào đang chơi trò mạo hiểm. Lời khuyên dành cho những người này là không nên theo đuổi ngành nghề kinh doanh, thương mại hoặc bất cứ công việc gì có liên quan đến tài chính ngân hàng. Điểm nổi bật của doanh nhân tuổi Hợi là tính cách ôn hòa, điều này cũng thể hiện trong công việc kinh doanh của họ. Họ không thích tham gia vào môi trường làm ăn có tính cạnh tranh khốc liệt. Tuy không thích sự gò bó trong công việc, nhưng họ cũng ngại khi phải đối mặt với những kế hoạch làm ăn có tính mạo hiểm. Trong kinh doanh, doanh nhân tuổi Hợi thường duy trì các mối quan hệ một cách hài hòa, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn hàng khi gặp khó khăn. Người tuổi Hợi trung thành và giỏi giao tiếp, điều này đã mang lại cho cuộc đời họ nhiều điều tốt đẹp. Họ thường làm việc rất chăm chỉ, nhưng nhiều khi lại làm qua loa đại khái. Vì vậy, lời khuyên dành cho những người này là nên tìm người có tính cẩn thận, biết suy nghĩ thấu đáo để hợp tác trong công việc. Trong lĩnh vực kinh doanh họ nên xem xét kỹ càng trước khi mạnh dạn đầu tư vào dự án nào đó, vì chỉ cần bất cẩn một chút là họ sẽ bị thua lỗ lớn. Nếu người tuổi Hợi biết cách xử lý tình huống tốt và vượt qua được những thử thách, thì nhất định họ sẽ trở nên giàu có. Đến một lúc nào đó, họ sẽ có được một khoản thu dồi dào. Nếu muốn đầu tư cho việc kinh doanh, thì lời khuyên dành cho họ là nên bỏ tiền vào lĩnh vực bất động sản hoặc chứng khoán. Người tuổi Hợi có bản lĩnh, không ngại khó khăn gian khổ, luôn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách cám dỗ. Điều này giúp họ đạt được nhiều thành công khi theo trong sự nghiệp. Tuổi thơ của người tuổi Hợi rất bình lặng, không lo không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm nhỏ.
chẳng hạn như phiền muộn về tình yêu hôn nhân, khiến bạn khó lòng ứng phó được. Tuy nhiên, với tính cách cả thẹn và thận trọng, dù gặp bất cứ chuyện gì bạn cũng muốn giải quyết một mình. Cái tính cách quá kín đáo này trong nhiều trường hợp bắt buộc phải nói ra thì chỉ hại nhiều lợi ít mà thôi. Dĩ nhiên tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả, do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình. Nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao. Người tuổi Hợi vốn có tài vận trời ban, bạn phải nỗ lực nắm bắt, có thể bằng sự cần cù, cố gắng của bản thân, cả đời bạn sẽ được sung túc dư giả. Thế nhưng, nói đi rồi nói lại, dù bạn không có đủ tài vận hễ vung tay là giơ được ngàn vàng, song nhờ vào lòng tin và sự nỗ lực tiền của sẽ đến, bạn không chỉ dựa vào những cố gắng của bản thân, mà còn nhận được ân huệ người khác không sao tưởng tượng nổi, bởi vậy nhất định bạn phải chú ý đến mối quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói chung, người sinh năm Hợi đều có tài lộc trời ban, nếu như bạn đang kinh doanh, buôn bán, tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, chọn đúng thời cơ rồi thì phải mạnh dạn đầu tư. Dĩ nhiên cũng cần thận trọng lựa chọn, nếu hơi sơ sẩy tiền tài sẽ bay hết, chỉ cần qua vài cửa ải khó khăn, việc kinh doanh sẽ ngày càng tiến triển tốt. Thông thường, người tuổi Hợi không giỏi quản lý tài chính, đặc biệt là không biết đặt kế hoạch phát triển trong lĩnh vực thương mại buôn bán. Dù bản thân có lòng tin, nhưng hay thất bại. Về điểm này, bạn nên nhận thức một cách tỉnh táo. Ngoài ra, do luôn trọng nghĩa khí, nên thường mất nhiều tài sản vì bạn bè và người thân, nên bạn cũng cần chú tâm đến điều này. Ngay từ thuở nhỏ họ đã ham học hỏi tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế. Dù giỏi kiếm tiền, nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha hoang phí, bởi vậy tuổi Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến tuổi Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh, thế nhưng yếu tố may mắn vẫn theo tuổi Hợi trong suốt cuộc đời, họ sớm trưởng thành và xây dựng cuộc sống gia đình với một nửa trọn vẹn của mình. Những người này rất coi trọng cuộc sống hôn nhân của mình, vì vậy họ sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, tuổi Hợi lại nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những người thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Vì vậy họ xứng đáng nhận được sự yêu quý tin tưởng của mọi người. Nếu quyết định đầu tư vào kinh doanh, buôn bán, tuổi Hợi cần phải suy nghĩ tính toán cẩn thận. Đôi khi sự chần chừ thiếu quyết đoán khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa không nên đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, nếu không sẽ dẫn đến những tai họa khó lường. Chỉ cần có đam mê, ý chí quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, tuổi Hợi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang, vững chắc. Cuộc sống của họ lúc nào cũng sung sướng, đầy đủ, nhưng không ít lần tuổi Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch dành cho anh chị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Theo ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024 mệnh Hỏa, tương khắc với mệnh Kim của tuổi Tân Hợi, nhưng có can Tân bình hòa với Giáp, chi Hợi bình hòa với Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Nhìn tổng quan, vận trình tử vi của Tân Hợi nam và nữ mạng trong năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực. Ở độ tuổi 54, chủ mệnh đã dày dặn kinh nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết nên có thể giải quyết mọi việc, chuyển họa thành phúc. Trong năm 2024, nam và nữ mệnh Tân Hợi nên chú ý tu dưỡng lời ăn tiếng nói của mình, dĩ hòa vi quý để tránh thị phi. Chỉ cần giữ được tâm tính điềm tĩnh, suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ thuận lợi như ý muốn. 1. Sao chiếu mệnh. Tuổi Tân Hợi 1971 trong năm 2024 có sao Mộc Đức chiếu mệnh, đây là phúc lộc tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về sự bình yên, hòa hợp, sao này mang đến may mắn trong công việc và kinh doanh, dễ gặp được quý nhân phù trợ, thu nhiều tài lộc. Đối với nam mạng Tân Hợi 1971, nếu năm 2024 mệnh chủ có trách nhiệm, giữ được uy tín trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận lợi như ý. Trong các mối quan hệ bớt đi sự khó tính, khắt khe thì không khí sẽ hòa thuận, nhận được sự ủng hộ và tương trợ, nhờ hòa khí mà sinh tài, mọi sự được bình an. Đối với nữ mạng năm 2024, có sao Thủy Diệu chiếu mệnh, đây là sao trung tính, vừa tốt vừa xấu,
trong hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tài lộc và thị phi. Sao này sẽ gây tranh chấp ở những nữ mạng Tân Hợi có tính cách hiếu thắng, không cẩn thận. Còn nếu bản mệnh là người điềm tĩnh, trung thực, làm việc có kế hoạch, minh bạch rõ ràng thì không phải lo ngại, giữ tâm lý tích cực, dĩ hòa vi quý, sẽ tránh được thị phi tranh chấp và giữ gìn các mối quan hệ lâu bền. 2. Vận hạn. Năm 2024 tuổi Tân Hợi nam mạng gặp hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần. Hạn này sẽ tác động đến nam mạng Tân Hợi có tính cách quá cầu toàn, ích kỷ, còn với mệnh chủ biết thông cảm cho người khác, nhiều năng lượng tích cực, không quá truy cầu mà biết hài lòng với thực tại thì không cần lưu tâm. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn, mệnh chủ nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, giữ tinh thần vui vẻ, tạo niềm vui mỗi ngày thì sẽ không ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên thăm khám định kỳ để chữa trị bệnh cũ, đảm bảo sức khỏe ngày càng tốt hơn. Đối với nữ mạng, năm 2024 tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp hạn toán tận, vận hạn này chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ, không chi tiêu lãng phí. Điều quan trọng là nên tính toán kỹ lưỡng trước những quyết định đầu tư liên quan đến tiền bạc trong năm nay. Khi giao dịch mua bán, mệnh chủ cần chú ý kiểm tra đầy đủ hóa đơn, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết để tránh sai sót, nhầm lẫn. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng Tân Hợi trong năm 2024 là hầu thực quả, mang ý nghĩa khi ăn trái cây. Năm có vận niên này thì lộc dồi dào, mọi sự được như ý muốn, báo hiệu một năm bội thu tốt đẹp. Trong năm 2024, anh chị Tân Hợi sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm no đầy đủ, mọi người cùng nhau trải qua khó khăn, hóa giải những hiểu nhầm để luôn nâng đỡ, yêu thương nhau, xây dựng cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi 1971, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Tân Hợi may mắn được đón năm mới 2024 với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân, cát tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều. Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó nhiều, bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Tử vi Tết 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch thấy rằng, con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên đi rất đúng hướng, thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới. Trong khi mọi người xung quanh còn bối rối tìm lại guồng quay quen thuộc thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành, nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ thái âm cát tinh phù trợ, bạn nhận được sự chú ý ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Người độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong mắt người khác giới. Bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi 1971, Tết 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể, một phần là vì cát tinh phù trợ, một phần còn là nhờ bạn đã luôn cố gắng phấn đấu hết sức. Những gì bạn gặt hái được vào thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng. Nhị hợp cho thấy những kế hoạch bạn lập ra vào thời điểm này rất sát với thực tế và với năng lực bản thân, chính nhờ vậy mà bạn bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, bạn nhận ra được khoảng thời gian sau Tết, mọi người thường thờ ơ, lơ là vì vẫn ham vui. Nếu bạn nghiêm túc tập trung hết sức vào nhiệm vụ, thì tỷ lệ đạt được thành công sẽ cao hơn nhiều, các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp, cũng giúp ích cho bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công. Bản mệnh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác trong công việc, nên khi gặp khó khăn bạn cũng nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người xung quanh. Con giáp này có thể yên tâm đối diện với những thử thách, khó khăn, bởi tinh thần đoàn kết sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm quan cũng là dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt và cố gắng hết sức thì thành công sẽ chẳng còn xa. Tuy nhiên, một số người đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu căng, tự phụ, khoe khoang thành tích của mình, dù đạt được điều gì đi nữa. Bạn cũng luôn nên giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, bởi mọi người xung quanh có rất nhiều ưu điểm để bạn noi theo,
Hơn nữa, việc quan sát người khác để đúc rút kinh nghiệm cho mình là vô cùng cần thiết. Xét phương diện tài lộc, tuổi Tân Hợi 1971, Tết 2024 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi vô cùng rực rỡ ngay trong năm mới 2024 âm lịch này. Điều đó báo hiệu một năm tràn đầy may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cục diện nhị hợp đem tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ triển vọng, để bạn có thể hợp tác làm ăn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt. Theo tử vi tuổi Tân Hợi âm lịch, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Trong khi mọi người xung quanh còn loay hoay tìm ra hướng đi cho mình, thì bạn lại là người dẫn đầu thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng, vì vừa ra Tết mà bạn đã giữ được tinh thần nhiệt tình, hăng hái, không ngại nhận các nhiệm vụ khó. Công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng, hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, thì bạn cũng nên khiêm tốn tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương bản thân, bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo hoặc trộm cắp đấy. Xét phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Tân Hợi 1971, Tết 2024 âm lịch. Là người lớn tuổi trong gia đình, anh chị tuổi Tân Hợi biết cách điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên sao cho gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Chủ mệnh sẽ vượt qua được sự khác biệt giữa các thế hệ, giữ tâm khí chuẩn mực, tránh được sự khó tính hay nóng giận, giúp không khí gia đình hòa thuận êm ấm. Trong năm 2024, anh chị Tân Hợi có thể đón nhận tin vui thêm người, thêm của trong gia đình, tình cảm vợ chồng sâu sắc, hạnh phúc viên mãn. Bởi mệnh chủ và người bạn đời dành thời gian yêu thương, trò chuyện với nhau, điều đó sẽ làm giảm sự cô đơn cảm giác hụt hẫng khi tuổi tác đã bước sang giai đoạn xế chiều. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Hợi 1971, Tết 2024 âm lịch. Ở độ tuổi này, vấn đề hàng đầu mà anh chị tuổi Tân Hợi cần ưu tiên chính là sức khỏe, mệnh chủ cần tránh những công việc quá nặng nhọc và căng thẳng. Cùng với đó bản mệnh thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh, vận động thể dục thể thao mỗi ngày, giúp tạo năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái. Ngoài ra anh chị tuổi Tân Hợi không nên chủ quan, thay vào đó hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên để điều trị hợp lý, luôn chủ động chăm sóc bản thân là chìa khóa để quý ông có một lối sống lành mạnh, cuộc đời an vui. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị Tân Hợi có một năm mới bình an, may mắn. 1. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. 2. Cách giải hạn năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Vâng thưa quý vị, xem tuổi sông nhà là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt lại mời người hợp tuổi đến sông đất đầu năm, chúc Tết gia đình với mong muốn thu hút được nhiều tài lộc, may mắn. Trong 12 con giáp, gia chủ Tân Hợi cần chú ý lựa chọn tuổi sông nhà theo tiêu chí tam hợp, nhị hợp và hợp mệnh, do đó, năm 1971 nên chọn các con giáp tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần, theo tam hợp, Hợi, Mão, Mùi và nhị hợp Hợi, Dần, đến sông nhà. Bên cạnh đó, người mệnh thổ, thổ sinh kim, cũng đem lại may mắn. Cụ thể, tuổi Tân Hợi trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 có thể mời vị khách đến sông nhà thuộc các tuổi sau đây: Kỷ Mùi 1979,
Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999. Người đến sông nhà không phân biệt giới tính, nam hay nữ đều tốt như nhau, chỉ cần là người sống đức độ, lương thiện thì sẽ mang đến nhiều phước khí cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nam mạng Tân Hợi nên đi về hướng đông nam để đón tài thần, hướng đông bắc để đón hỷ thần. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành như sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ hoàng đạo Tư Mệnh, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ hoàng đạo Thanh Long, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ hoàng đạo Minh Đường, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ hoàng đạo Kim Quỹ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ hoàng đạo Kim Đường. Quý vị thân mến, nhân quả không đơn thuần nhìn hiện tượng mà kết luận như đinh đóng cột. Theo cách nhìn nhận về nhân quả của nhà Phật, nhân quả trùng trùng duyên khởi, đó là vấn đề cần cẩn trọng mà không nên phát biểu tùy hứng, vì còn nhiều vấn đề phức tạp ẩn chứa bên trong trong. Mỗi con người chúng ta thường có hai mặt thiện và ác, vì cái ranh giới giữa thiện và ác nó thật mong manh, tuy nó đối lập nhau nhưng luôn tồn tại song song trong một con người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bo nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.